Xin chào cả nhà mình nhé Ở trong video này thì em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách thay đổi background trong Zoom bằng điện thoại Thì đầu tiên mà khi chúng ta đã có một đường link Zoom như thế này rồi thì chúng ta ấn vào đó để tham gia vào phòng Zoom Sau đó chúng ta ấn vào khởi chạy cuộc họp Ở phần khởi chạy cuộc họp này nếu mà chúng ta muốn thay đổi background trước khi vào trong phòng họp chúng ta sẽ ấn vào cái biểu tượng ở góc trái màn hình này hộ em nhé Ấn vào này thì ở đây là những cái background đã đặt làm mặc định sẵn của của zoom rồi thì chúng ta chỉ việc ấn vào thôi nếu chúng ta muốn thêm cái background riêng của mình thì chúng ta sẽ ấn vào chữ thêm sau đó ấn vào một hình ảnh nào đó xong ấn hoàn thành là xong còn nếu mà chúng ta không muốn thay đổi ở bên ngoài chúng ta muốn vào bên trong mới thay đổi chúng ta sẽ ấn vào tham gia video này sau khi mà đã ấn vào zoom rồi ấy, thấy cái dấu ba chấm góc phải màn hình chúng ta ấn vào đó đó nó sẽ ra chữ nền và hiệu ứng đấy thì mọi người chọn là nền và hiệu ứng giúp em thì nó sẽ hiện ra giao diện như bên ngoài gồm có background mặc định còn nếu mà chúng ta mà muốn thêm ấy, thì chúng ta lại ấn nút thêm và sau đó chúng ta thêm cái background của mình là xong là sẽ thay đổi được uh, hình nền trong zoom ờ, ở một số cái điện thoại thì nó sẽ không có mục này đâu thì là những điện thoại đấy sẽ không thể thay đổi background trong zoom còn muốn thay đổi background trong zoom ấy, thì là thường là những điện thoại đời mới của iPhone, của Samsung Còn các điện thoại về Oppo thì hầu như là không thể thay đổi background trong zoom ạ Mọi người lưu ý giúp em một điều nữa là ở trên cả ba điện thoại Samsung, iPhone, Oppo hay là hệ điều hành Android và iOS thì cái cách thay đổi background zoom đều giống nhau.